Được rồi đấy. Thôi thôi đúng rồi. Xong rồi đó, ok rồi đó. Giờ lọc ra đi. Lọc đây chứ. Sợ nó lắm. Đúng rồi. Phải mít xuống đó, con cầm con mít kiểu đó, đừng có nhấc nó lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, phải làm đẹp á. Đúng rồi, ok. Bên kia anh chạy để em làm cho. Bưng ra luôn đi chảy. Rồi bưng xuống. Ok. Rồi đưa lên cho các bạn coi. Rồi các bạn coi đi nha. Rồi bé nói đi. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì các bạn subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Đi chứ. Chú đi. Cam, màu đỏ cam. Gạch ngang giống vậy.
trên đây xuống gạch ngang gạch y chang vậy đó. Đúng rồi. Này giống vậy nè. Đúng không? Nó không làm vậy. Chùi đi. Chùi ngang như vậy nha. Cái này phải chùi. Đúng rồi. Đây còn hơi trắng. Chùi ngang vậy nè. Không cần mít đâu. Chùi giống mẹ vậy nè. Đó. Chùi một ngang nè. Theo cái số của nó. Không đúng. Đây. Mình chùi đi. Mình phát đi.
nó ra đó. Từ từ mới dễ. Cái đây từ từ cái màu đen nó từ từ nha. Cái tô đi cái màu đen này từ đó đúng rồi, đẹp đó. Đen lên.
Tôi tưởng nó lem quá. Rồi vẽ cái mấy cái cây, mấy cái cây nó mọc ngay đây nè. Được rồi đó. Gần xong. Con cái màu cam ngay chỗ đây nó không có liền màu chứ, cho tự nhiên nó khoanh một vùng ở đây. Mình thấy không? Con phải làm sao nó liền màu, nó chuyển từ từ, nó chuyển dần dần đúng không? Con quất nguyên cái màu cam đỏ lè. Tiếp đi. Ừ, được rồi đó.
đẹp rồi đó. Thêm cái nữa, thêm cái thuyền nữa đi. Thôi nữa rồi để đâu. Được rồi đó, đẹp rồi đó. Thêm mấy con chim bay đây nữa này, một hai con bay ngay đây. Được rồi bé. Thôi thôi đủ rồi. Xong rồi đó, ok rồi đó. Giờ lột ra đi. Lột đây chứ. Sợ nó lắm. Đúng rồi. Phải mít xuống đó, con cầm con mít kiểu đó, đừng có nhấc nó lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bé làm đẹp á. Đúng rồi, ok. Bên kia anh chạy để em làm cho. Bưng ra luôn đi chảy. Cái bưng xuống. Ok, rồi đưa lên cho các bạn coi.
coi đi nha. Rồi bé nói đi. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì các bạn subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.